Mở đầu chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là một tình huống thông chốt cảnh sát giao thông khiến cho nhiều người phải bật cười. Trên thực tế, nhiều cánh tài xế liều lĩnh không chấp hành luật giao thông, thế nhưng khi gặp cảnh sát giao thông thì lại tỏ ra rất sợ hãi vì sợ bị phạt. Mới đây, một nam thanh niên đã tìm cách tẩu thoát vào nhà dân để trốn cảnh sát giao thông, nhưng rồi cái kết bi hài đã diễn ra. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 50 phút ngày 11 tháng 1 trên đường quốc lộ và được camera an ninh của hộ dân ven đường ghi lại. Đoạn video cho thấy nam thanh niên mặc bộ đồ màu cam không chấp hành hiệu lệnh, lái xe tới cổng nhà dân rồi bỏ xe bên ngoài, chạy vào bên trong nhà để trốn. Tuy nhiên, sau một hồi trốn chạy, nam thanh niên đã đi ra ngoài dưới sự vận động của các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Sau đó, nam thanh niên thổi nồng độ cồn theo quy định. Người đăng tải đoạn clip cho hay nam thanh niên kia vi phạm nồng độ cồn và bị phạt 8 triệu đồng. Quan đến hành vi chống đối người thi hành công vụ, nhưng khác với tình huống trốn tránh vừa rồi, đối tượng trong vụ việc sau đây lại có hành động vô cùng nguy hiểm, lái ô tô lao đi bất chấp, sẵn sàng tông hỏng xe của lực lượng chức năng để tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến của vụ việc đã được camera ghi hình ghi lại. Diễn biến tiếp theo của vụ việc ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp theo sau đây. Sự việc được cho là xảy ra trên địa bàn quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 13 tháng 1. Thông tin ban đầu, khi tổ công tác gồm cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng một xe ô tô 4 chỗ chưa rõ biển kiểm soát do một người đàn ông điều khiển. Người này không chấp hành mà còn điên cuồng rồ ga đâm vào một chiến sĩ cảnh sát cơ động và đạp ga tông vào phương tiện chuyên dụng của cảnh sát giao thông gồm ô tô và xe mô tô. Sau nhiều lần hút vào xe cảnh sát giao thông nhằm tẩu thoát nhưng không thành, lái xe sau đó đã mở cửa xuống xe chạy thoát thân. Tuy nhiên, tài xế đã bị người dân và lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ. Được biết trên xe chở toàn thuốc lá lậu. Tiếp tục chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là một tình huống cảnh giác đến mọi người dân khi gửi xe, đặc biệt là khi gửi xe tại chung cư. Quý vị đừng nghĩ rằng nơi có bảo vệ và camera giám sát là không bị mất trộm tài sản. Đoạn clip sau đây sẽ khiến cho mọi người suy nghĩ lại. Theo đó, vụ việc xảy ra tại chung cư tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn camera tại đây đã ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo trắng, đi xe máy Novo màu đen rất cũ, biển kiểm soát 59B1-71548 vào khu chung cư. Quan sát xung quanh, sau đó hắn bẻ khóa chiếc xe Airblade rồi lấy biển số xe ông ta, dán lên biển số chiếc xe Airblade, biển kiểm soát 59G2-32227, rồi bình thản chạy ra ngoài một cách hợp lệ. Bảo vệ cứ nhìn đúng biển số xe thì cho ra, chứ không để ý kỹ thông tin hai chiếc xe đó. Vụ việc là lời cảnh tỉnh đến mọi người dân cần trang bị hệ thống chống trộm cho xe, kể cả khi đậu tại nơi có bảo vệ. Các bảo vệ cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác đến thủ thuật hoán đổi táo tợn như thế này. Không chỉ là xe máy mà ngày nay bất cứ tài sản nào có thể bán ra tiền là các đối tượng trộm cắp tài sản có thể bất chấp ra tay, như vụ việc vừa được camera ghi nhận tại nhà của một người dân ở Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong đêm tối, nhà có hàng rào hẳn hoi nhưng một chiếc xe ba gác đã không cánh mà bay. Như quý vị đang theo dõi trên màn hình, bên trong khoảng sân của ngôi nhà này đang có đậu một chiếc xe ba gác máy. Một lúc sau, đối tượng lạ mặt xuất hiện, bẻ khóa cổng rào, đột nhập vào đây, nhẹ nhàng lấy đồ trên xe ba gác xuống rồi đẩy ra ngoài, tẩu thoát một cách gọn gàng. Sau đó, gia chủ phát hiện sự việc chạy ra, đứng hình vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.